Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông và sau đó là chia tách thửa đất, phân lô, bán diễn ra tràn lan ở nhiều quận, huyện, thị xã. Có rất nhiều trường hợp đã vi phạm luật đất đai trật tự xây dựng. Ở trong đó nhiều nhất là các địa phương như Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Sơn Tây hay Ba Vì. Để có thể chặn tình trạng này, Hà Nội đã ban hành quy định điều kiện, tiêu chí để tách thửa. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 6. Sau hơn 2 tháng, lệnh tạm dừng phân lô tách thửa có hiệu lực, thị trường bất động sản ven đô đã có những thay đổi như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính trong tiểu mục Chuyện tối nay của ngày hôm nay. Với sự tham gia bàn luận về nội dung này, xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Khách mời là ông Nguyễn Thế Điệp, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông, chúng ta thấy rằng là nhiều tháng trước thì có cái tình trạng sốt đất và khiến cho thị trường là loạn, phân lô tách thửa. Và để ngăn chặn được tình trạng này, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành văn bản về siết phân lô tách thửa. Văn bản này thì có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 6. Và vậy thì nhận định của ông về thị trường bất động sản vào thời điểm chưa có lệnh siết so với thời điểm bây giờ như thế nào? Như chúng ta được biết thì trong 2021 và đặc biệt là đầu năm 2022, chúng ta thấy là cái phân lô bán nền là rộ ở các địa phương, đặc biệt là xung quanh thủ đô. Chúng ta thấy là có thể nói mua bán rất là tấp lập hoặc là nhộn nhịp và thậm chí là có những cái lúc mà lên cao trào. Thế mà tuy nhiên thì sau khi mà có cái quyết định không phân lô bán nền của thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 4 tháng 6 2022 thì chúng ta thấy là cái hiện tượng này có thể nói là giảm đi rõ rệt. Có thể nói là so với cái thời kỳ trước khi có cái quyết định và sau khi có quyết định, chúng ta thấy nó thay đổi hoàn toàn. Tại vì trước đây thì là rất là sôi động, mua bán rất là tấp lập, nhưng mà sau khi có quyết định đấy thì nó giảm hẳn đấy. Chúng ta thấy là cái cơn sốt gần như là hạ nhiệt. Và thị trường gần như là không còn tính thanh khoản nữa, đúng không ạ? Và thị trường cái hoạt động giao dịch tất nhiên thì chúng ta thấy là giai đoạn này là giai đoạn đô thị hóa, cái nhu cầu đầu tư, nhu cầu ở cũng rất là nhiều, thậm chí là nhu cầu với người ra ngoại thành ở cũng rất là nhiều, cho nên nó vẫn có nhu cầu, nhưng mà tuy nhiên khi mà có cái lệnh đó thì nó giảm hẳn so với trước. Dạ vâng. Thị trường bất động sản sau lệnh siết phân lô tách thửa như là chia sẻ của ông, chúng ta có thể thấy là cái lượng giao dịch đã giảm đi rất là nhiều, và thậm chí là có nhiều sale họ còn chia sẻ là thị trường hiện nay đang rất là ảm đạm. Vậy thì các giao dịch trong cái thời gian vừa qua, như ông đã nói là vẫn có một số người thì vẫn có nhu cầu là họ sẽ mong muốn được di chuyển ra ngoại thành để có thể tìm kiếm những mảnh đất để có thể có nhu cầu là ở chẳng hạn. Vâng ạ. Vậy thì những cái giao dịch này thì thể hiện điều gì? Liệu là đó có phải là giao dịch thật hay không ạ? Hay là có như tôi nói ở trên thì rõ ràng là cái hiện nay cái giai đoạn đô thị hóa nó rất cao, cho nên cái việc mà đầu tư ở thật có. Nhưng mà đầu tư lướt sóng, đầu tư để mà kiểu như là gia tăng, nó có rất nhiều loại đầu tư, nhưng mà có thể nói trong giai đoạn vừa qua thì có thể là những người mà đầu tư thật hoặc là những người mà người ta có tiềm lực người ta đầu tư thật thì vẫn có. Tuy nhiên thì nó sẽ giảm so với những người mà đầu tư lướt sóng hoặc là đầu tư ngắn hạn. Thì có thể như chúng ta thấy là nó gần như là nó giảm rất là nhiều. Tuy nhiên thì như tôi nói trên thì nó cái nhu cầu và đầu tư tất nhiên nó giảm so với trước thôi. Nhưng mà thực ra hiện nay cái nhu cầu nó vẫn rất là... Cho nên là cái việc mà đầu tư ngoại ô hiện nay là nhiều gia đình ở trong thành phố muốn ra ngoài thành phố ở, hoặc là những cái đầu tư mà gia tăng nó vẫn còn rất là nhiều. Mặc dù là chúng ta có những cái hạn chế đấy, nhưng mà nó vẫn có những cái giao dịch. Nó không như xưa trước thôi, nhưng mà nó vẫn có những giao dịch rất là nhiều. Vâng ạ, qua khảo sát ở trên thị trường thì nhóm phóng viên của chúng tôi có thể thấy là hiện nay có rất là nhiều nhà đầu tư. Trước đây thì họ đã bán bất động sản ở nội đô và để ôm đất ở ven đô nhằm phân lô tách thửa rồi để kiếm lời trong mấy khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà nay khi mà lệnh phân lô tách thửa bị siết thì thậm chí là họ không thể thu hồi vốn được. Cái tính thanh khoản rất là ít. Theo ông thì thị trường hiện nay thì còn có nhiều nhà đầu tư theo kiểu đó hay không? Và ông có những cái lời khuyên như thế nào cho các nhà đầu tư ạ? Như chúng ta được biết thì có thể nói là đầu tư bất động sản vẫn là một cái đầu tư rất hấp dẫn đối với thị trường Việt Nam nói chung và đặc biệt là cái vùng ngoại ô. Chúng ta thấy là cái đầu tư nó rất hấp dẫn tại vì cái lợi nhuận hoặc là cái gia tăng của nó rất là tốt. Nhưng tuy nhiên thì trong giai đoạn vừa qua thì như tôi nói ở trên là rất nhiều nhà đầu tư ở có thật này, đầu tư để gia tăng có này, rồi đầu tư lướt sóng có này. Nhưng tuy nhiên thì có thể nói là nó cái phân khúc này nó không dành cho những nhà đầu tư, và đặc biệt là khi có cái quyết định mà
cấm phân lô bán nền ấy, thì nó không còn cái đất để cho những người đầu tư ngắn hạn hoặc là lướt sóng nữa nha, và không đầu tư thật, thì rõ ràng đây là có một cái hiện tượng là giảm một cách rõ rệt. Nhưng mà như tôi nói trên thì cái giai đoạn này là giai đoạn đô thị hóa, cho nên cái việc mà cái nhu cầu đầu tư nó rất lớn, hoặc nhu cầu cầu mua để ở cũng như là nó rất là lớn. Cho nên là chúng ta có thể nói là ở đây nó có hai vấn đề. Một là chúng ta hạn chế được cái nhà đầu tư thứ cấp, hoặc là hạn chế được những nhà đầu tư lướt sóng. Nhưng mà tuy nhiên thì cái nhu cầu đầu tư rất lớn như thế, thì tôi cho là chúng ta cũng cần phải có một cơ chế chính sách như thế nào để làm sao hạn chế nhà đầu cơ, nhưng mà chúng ta không hạn chế người ở mua thật hoặc là những người có tiềm lực thật. Rõ ràng đây cũng là một cái động lực rất tốt cho ngành xây dựng cũng như là ngành bất động sản của Việt Nam. Cho nên đây cũng là những cái mà tôi cho nó có hai mặt. Nếu như chúng ta hạn chế quá mức thì nó dẫn đến cái thị trường nó đóng băng, hoặc là nó ảnh hưởng đến các cái ngành nghề khác. Đấy, nhưng mà nếu như chúng ta không kìm hãm về mặt vĩ mô mà để cho nó bùng phát một cách nó quá mạnh mẽ và vượt ra khỏi cái kiểm soát của nhà nước, thì đây cũng là một cái mà chúng ta cần thiết phải làm. Như tôi nói trên là chúng ta tuy là chúng ta hạn chế nhưng chúng ta vẫn phải tạo động lực cho nó phát triển. Ở đây ở góc độ thị trường tôi cho là chúng ta đang vận hành theo cơ chế thị trường rất là tốt. Có thể nói là những cái gì chúng ta cần thiết thì chúng ta vẫn mở, nhưng những cái gì chúng ta hạn chế thì chúng ta cần phải hạn chế để làm sao tránh cái bong bóng hoặc là tránh cái nó lạm phát. Thì rõ ràng về mặt vĩ mô chúng ta cần phải điều tiết ở mặt vĩ mô rất là tốt. Làm sao mà tôi cho là chúng ta phải nắm được cái thị trường, nhưng chúng ta phải điều tiết được thị trường. Đây là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta không hạn chế, chúng ta phải tạo động lực cho nó phát triển. Tại vì như chúng ta được biết là ngành nghề bất động sản nó liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác. Nếu như nó có vấn đề thì nó ảnh hưởng không phải là một ngành nghề mà ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế ngay. Cho nên chính vì lẽ đó mà về mặt tạo động lực cho nó phát triển này, hay là chúng ta đã tạo dòng vốn trái phiếu và chứng khoán, chúng ta cũng cần phải có những cái nút mở và tạo điều kiện để cho nó phát triển lên. Tại vì là trong giai đoạn này chúng ta thấy là cái kết cấu khung hạ tầng, khung xã hội cũng như là bộ mặt đô thị chúng ta đang cần phải phát triển, và cái nhu cầu nó có thật. Dạ. Cho nên là rõ ràng là chúng ta vừa hạn chế nhưng mà chúng ta vừa cởi ra, vừa mở ra. Làm sao mà cái gì cần thì chúng ta phải cho nó bung ra, mà cái gì mà không cần thì chúng ta hạn chế về mặt cơ chế chính sách. Vâng ạ. À, thưa ông, sau hơn 2 tháng kể từ lệnh siết phân lô tách thửa có hiệu lực thì dường như là hiện nay thị trường đã tìm được những nhà đầu tư thật và giảm hẳn với cái tình trạng giao dịch ảo, nên những cái hệ lụy từ việc sốt đất cũng đã giảm nhiều hơn. Vậy thì ông có những cái nhận định như thế nào về thị trường bất động sản, và cụ thể là cái tháng 7 âm năm nay ạ? Tôi cho rằng là đúng là chúng ta vừa qua chúng ta có một loạt các cái cơ chế chính sách, không phải là của Hà Nội mà cả nước, chúng ta hạn chế phân lô bán nền, thì đây cũng là một cái tôi cho là về mặt vĩ mô là chúng ta có thể kiềm chế được cái tốc độ nó quá cao, hoặc là cái đầu tư kiểu mang tính gọi là đầu cơ rất là nhiều như thế thì nó cũng là có những cái hạn chế. Tuy nhiên thì có thể nói là chúng ta phải nhận định như thế này, tuy nhiên thì cái nhu cầu ở cũng như là nhu cầu đầu tư hiện nay nó rất là lớn. Tôi cho là đang giai đoạn cao điểm cho rất là lớn. Chính vì lẽ đó mà và cái giá cả trong tương lai, tôi muốn nói cái giá cả trong tương lai, trong có thể nói vừa qua cái nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương ấy, thì tôi cho nó sẽ là một cái sự đột phá trong cái luật đất đai trong tương lai. Tại vì khi mà cái khung giá đất được bỏ đi và cái giá đất được coi như là đánh giá theo cái thị trường và nó vận hành theo quy luật thị trường, thì tôi cho đây là một cái sự đột phá rất lớn với ngành bất động sản và nói chung là về cái luật đầu tư cũng như là luật đầu tư bất động sản cũng như là luật đất đai, nó thay đổi có thể là đáng kể. Và quan trọng nhất là nó sẽ tránh được cái sự kiện cáo kéo dài và đa số là về đất đai. Tôi cho là cái này là cái mà tôi cho là cái quan trọng nhất trong tương lai. Nhưng mà chúng ta thấy là cái nhu cầu đầu tư cũng như là nhu cầu ở nó đang tăng lên rất là nhiều. Chính vì lẽ đó mà chúng ta điều tiết như thế nào, làm sao như thế nào về mặt vĩ mô là nó hài hòa. Cái chúng ta đã đưa ra cái định hướng tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái quy luật thị trường và tuân thủ cái thực tế, làm sao mà để cho cái thị trường nó không bị
giật cục, nó không bị gọi là gãy khúc, nó tiếp tục phát triển nhưng mà được sự điều tiết về chính sách vĩ mô một cách hợp lý từng giai đoạn và từng cái chu kỳ. Tại vì đất đai nó theo cái chu kỳ 10 năm có thể lại lặp lại một cái chu kỳ, và có thể nói là chúng ta đã qua nhiều đợt gọi là chu kỳ như vậy thì bao giờ nó cũng theo hình parabola lên. Cho nên cái hấp dẫn của đất đai nó vẫn là cái sự hấp dẫn của các nhà đầu tư. Chính vì lẽ đó mà chúng ta làm sao mà chúng ta thỏa mãn được cái yêu cầu ở cũng như nhu cầu đầu tư, thì rõ ràng về mặt chính sách vĩ mô là chúng ta cần phải có những cái quan điểm, cần phải có những cái chính sách nó phù hợp với phát triển thực tiễn. Chúng ta cũng không quá nóng và cũng không quá lạnh. Chúng ta để cho nó phát triển, tạo động lực cho nó phát triển, nhưng mà chúng ta có thể kìm hãm được. Dạ. Đây là cái mà tôi cho là về mặt vĩ mô chúng ta phải làm được điều đó. Vâng ạ, với những chia sẻ của ông thì có thể thấy là Nghị định 18 về luật đất đai sửa đổi đã tạo nên những cái dấu ấn rất là đột phá cho thị trường bất động sản. Vậy thì ông có thể chia sẻ về ngắn hạn ạ, trong nửa cuối năm nay thì thị trường bất động sản sẽ ở cái ngưỡng như thế nào ạ? Tôi cho rằng như thế này, về giá cả cũng như là thị trường bất động sản, như tôi nói ở trên thì chúng ta đang cái nhu cầu đầu tư cũng như nhu cầu ở rất là lớn, cho nên cái thị trường của chúng ta có thể nói là một thị trường rất tốt. Cho nên cái mặc dù vừa qua nó có những cái chính sách mà chúng ta can thiệp trực tiếp vào nó có thể giảm, nhưng mà tuy nhiên thì từ nay đến cuối năm tôi cho là nhiều phân khúc vẫn có thể nói là, chẳng hạn như chung cư, là những cái phân khúc chung cư giá rẻ, chung cư hoặc là nhà xã hội hoặc là chung cư nói chung đấy, là nó đang cái nhu cầu rất lớn. Chúng ta cần phải có những cơ chế chính sách làm sao mà đẩy mạnh nó lên để thỏa mãn cung cầu, đặc biệt là cái nhu cầu đầu tư cũng dần dần lớn. Ở đây có thể nói là cái đầu tư của chúng ta nó như là cái vốn mồi, từ cái vốn mồi đó nó tạo một cái động lực cho không phải là đầu tư trong nước mà ngoài nước tiếp tục vào nữa. Cho nên chúng ta cần phải tạo những cái động lực cho nó phát triển. Và tôi cho rằng cái giá cả, đặc biệt là cái giá cả sau khi chúng ta có bỏ cái khung giá đất, thì rõ ràng cái giá đất nó không phải là ở mặt bằng này, mà có thể nó sẽ xác lập một cái mặt bằng cao hơn hoặc là như thế này. Chứ tôi cho là nó không xuống, bởi vì là nhiều cái khung giá đất ở các cái khu vực hiện nay là nó không đúng với thực tế. Khi mà cái giá đất bỏ đi thì rõ ràng chúng ta phải đánh theo cái thị trường, thì rõ ràng là cái mức giá ở các cái khu vực, đặc biệt là ngoại ô, có thể không phải là ở mức như thế này mà nó có thể cao hơn. Đấy, hoặc là các cái khu đô thị ở trong các khu nội đô có thể là cao. Đây là cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem xét và cần phải có những cái cơ chính sách như thế nào để điều tiết cho nó phù hợp. Rõ ràng về mặt vĩ mô chúng ta vẫn có thể điều tiết được cái giá. Tại vì cung, nếu mà cung đủ cầu thì cái giá chắc chắn là nó không tăng. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta phải làm thế nào mà luôn luôn cái cung nó thỏa mãn với cầu. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian và có những chia sẻ rất hữu ích cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Buổi Tối của ngày hôm nay ạ. Vâng, không có gì. Thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.